Chúa theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 13 đến câu 35. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi, vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mồ hôi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy các sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đứng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và nhận ra người. Nhưng người lại biến mất, họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa đã trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại việc Đức Giêsu Kitô phục sinh, cùng đồng hành và trò chuyện với hai môn đệ trên đường Emau. Ban đầu họ không nhận ra Đức Giêsu Kitô phục sinh. Sau đó, Đức Giêsu Kitô phục sinh đã từng bước mở lòng, mở trí cho họ để họ có thể nhận ra người. Vậy điều gì đã làm cho hai môn đệ lúc đầu không nhận ra được Đức Giêsu Kitô phục sinh, người thầy đã từng dạy dỗ, đã từng yêu thương họ? Cái chết của Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ hết sức thất vọng và buồn chán. Họ thất vọng, buồn chán là vì niềm hy vọng của họ quá trần tục. Họ hiểu sai về sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu. Theo cái nhìn nhân loại về sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu, họ nghĩ rằng Đức Giêsu đến để giải phóng Israel, một cuộc giải phóng mang đậm tính chính trị. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Như vậy, việc hai người môn đệ không nhận ra người khách bộ hành là Đức Kitô phục sinh cũng là điều dễ hiểu.
làm sao có thể nhận ra đấng phục sinh khi tâm trí họ bị bao phủ bởi sự thất vọng và những suy tính trần tục về sứ mạng của người? Làm sao họ có thể nhận ra đấng phục sinh khi họ khuôn định Đức Giêsu trong một cái nhìn nhân loại? Đây cũng là điều mà mỗi người chúng ta ít nhiều đều có kinh nghiệm. Thực vậy, trong cuộc sống, chắc chắn chúng ta cũng có kinh nghiệm về việc để cho những ý nghĩ chủ quan, suy tính trần tục hay những đau khổ thất vọng che chắn làm chúng ta không nhận ra ý Chúa. Trong cuộc đàm thoại với người khách bộ hành trên đường Emmaus, hai môn đệ biết lắng nghe, biết đón nhận sự nhắc nhở từ người bộ hành để rồi chính sự nhắc nhở đó dẫn các ông đi đến việc thay đổi cái nhìn của mình và hiểu ra cái chết của Đức Kitô có ý nghĩa xét về quan điểm của Thiên Chúa. Quan điểm này được diễn tả trong Kinh Thánh, chính là loại bỏ quan điểm của mình để đi vào quan điểm của Thiên Chúa, cũng là lúc họ nhận ra Đức Kitô phục sinh. Đức Kitô phục sinh luôn hiện diện và đồng hành với mỗi người chúng ta, nhất là qua bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể. Người hiện diện với mỗi người chúng ta cách thực sự, cụ thể và rất gần gũi. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết khiêm tốn, lắng nghe lời Chúa và thành tâm đón nhận mình thánh người, để rồi chúng ta cũng không chỉ nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh mà còn biết can đảm dấn thân và làm chứng về Đức Kitô phục sinh bằng chính đời sống hàng ngày của mình. Amen.